Xin chào anh em, hôm nay Cường tiếp tục quay vào lưu với anh em một cây sâm hương mini anh em ha. Thì cây này cũng đã rất là già rồi nha anh em. Này về mấy cái sợi nhôm này anh em bấm bỏ được rồi ha. Nè, chiều cao của em nó là cao gần gấp đôi cái quẹt anh em ha. Đây, nó tầm cỡ 14cm nha anh em nha. Nè, cốt thân của nó là gần bằng ngón tay cái của Cường nha. Và thẹo đã lành hết rồi. Đó, cái này về anh em chỉ cắt con ở mình chơi thôi ha. Thuần chậu nha anh em nha. Rồi cây này Cường sẽ giao lưu với anh em với giá là 700k, chưa bao gồm phí ship nha anh em. Cường xin nhắc lại là 700k, chưa bao gồm phí ship ha. Anh em nào muốn sở hữu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Cường, đó là 0374 113366, hoặc anh em có thể kết bạn Zalo đó là 0937787700 để gặp trực tiếp Cường anh em nha. Rồi và trong thời gian này anh em nào mua cây bên Cường, Cường sẽ tặng anh em một lọ thủy phân để mình về chăm sóc và dưỡng cây ha. Rồi Cường xin nhắc lại là 700k, chưa bao gồm phí ship nha anh em. Rồi Cường Vinh xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều.